Minh Hồng thương tiếc. Chương trình thời sự cầm tay cốt đai phát thanh truyền hình Hà Giang và này, mi lái cầm tin lắng. Khai mạc hội chợ Hà Giang Pio Xiên Linh Thiếp Há. Ủy ban nhân dân tỉnh khai hội nghị tổng kết việc quốc phòng Pio Xiên Linh Thiếp Thi. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý hết việc để lãnh đạo huyện Bắc Quảng. Đoàn công tác văn phòng đại diện JICA Việt Nam hết việc giúp tỉnh Hà Giang. Vậy còn mưa việc hết dự án thăng thái điện phòng, phòng chạy khai thư cần. Phần tây thuốc chiến trình văn này mi phòng sự. Hà Giang dư mắt kín giúp công văn hỡi cần dần giúp khu tái định cứ. Khăn này mơ bị nòng toàn chấp nội dung của chương trình. Pin hỏng thương điếc, khám văn xóa sốc bới nét, Sở Công Thương cấp thành phố Hà Giang đã bảo căn khai ốc hội chợ thương mại Hà Giang Pino Xuyên Linh Thiếp Há. Dự cấp các phái khai mạc hội chợ, mi phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vang, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, các lãnh đạo lãnh sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Hà Giang. Hội chợ Hà Giang Pino Xuyên Linh Thiếp Há sẽ khai ốc từ văn so sốc thống văn thiếp thóng bữa nết suốt xuân vận động xây thiếp thành phố Hà Giang. Hội chợ ơi lòng để thóng bác hạ thiếp doanh nghiệp đời cấp nào tỉnh, ảo đồ qua ma khái để thiếp bác hỏng hàng. Đời hàn mì tham thiếp hỏng hàng cố lại doanh nghiệp đời tỉnh Hà Giang. Đồ qua su hội chợ phần lại lệ thừa khoa, đồ dùng đào lượn, lại lòng đồ qua hệ từ mày, đồ tiêu cần, lại lòng giá. Qua hội chợ bài này, vậy lại cần buồn khai đồ cua lần thẳng cần thử dụng, mở lại đồ cua chất lượng thúng. Lệ cầu to phải lại doanh nghiệp ký kết hợp đồng khai thử hoang hóa đế cắn. Xa ti khai hàng cô la hệt ốc, áo hàng hóa thường để bán lang pô thùng ti quay cố tỉnh Hà Giang. Đời cần thử dụng, này lệ bày phải thử để lại lòng đồ cua thang cắn. Đã vững để chẳng ai thử đồ cua cố cần dẫn Hà Giang đã bày chiếm pi mơ mò mà piong. Văn gió sốc bữa nết, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã khai hội nghị tổng kết vừa quốc phòng Pino Xuyên Linh Thiếp Thi, lần trước viện hệt Pino Xuyên Linh Thiếp Há. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống hệt cốc giữ hội nghị. Dự hội nghị mi thiếu tướng Ngô Văn Hùng, phó tư lệnh quân khu thống, các lái cần đào ban thường vụ tỉnh ủy, lái sở ngành, lái huyện thành phố đã tăng tỉnh. Pino Xuyên Linh Thiếp Thi để bà coi thường lên cháu của lại bộ ngành trung ương, bộ tư lệnh quân khu thống, các bà lãnh đạo chỉ đạo quốc tỉnh ủy. Việc giáo dục quốc phòng an ninh họ lại cần lòng quy định để coi thường hết đấy. Việc lên cháu ở khẩu hệ kinh tế, văn hóa xã hội đối ngoại để quốc phòng an ninh, các gắn quốc phòng an ninh để hệt kín, tăng to cơ sở chính trị mát lành, hệ tì ứng phải hệ tì phòng thủ để mắt, để lại cấp lại ngành coi thường đấy. Tổ chức đảng từ tỉnh thường thôn bán để dư mắt kiện toàn, đảm bảo mì lành lãnh đạo huyệt thướng tăng lại việc chính trị, áo thùng ăn cốc lãnh đạo để quốc phòng rút tăng tình. Khen hẳn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để huấn luyện đo mưa chiến thuật, kỹ thuật, hệt vũ khí. Bản lĩnh chính trị cấp cánh hệt việc trình độ, khả năng thả thần thức thắc để áo thúng, hệt đề việc đã tình hình mơ. Việc phối hợp của bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên để lại lực lượng chức năng để ảo thúng, ngân sách quốc phòng Mỹ đó hở hết lại việc. Qua này đã góp phần tăng tốc bên nền quốc phòng tăng dần, khẳng đời an ninh dần dần đẩy mắt. Hết bàn về âm mưu diễn biến hòa bình cố thắc, giữ mắt chính trị, trật tự xã hội cố tình, ảo mà tì ứng về hệ kinh tế về khẩn, đảm bảo an sinh xã hội. Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, phó tư lệnh quân khu thống cháu, vì đó diện linh thiếp hạ tỉnh Hà Giang phải nghiên cứu, chắc để lào lại việc xảy ra suốt thế giới khắp đời nước. Vậy còn mưa những ăn phẳng thần việc xứ mắt quốc phòng của tỉnh. Vẫn tạo coi thường hệ đầy mẹc việc lên chắc chính trị tư tưởng, quốc phòng an ninh hoặc cán bộ chiến sĩ, các bí nòng cần dẫn, phải eo thùng cách nghỉ, đời tranh để lại âm mưu diễn biến hòa bình cốt hắc. Khen hàn coi thường eo thùng chất lượng quốc dân quân tự vệ, chăm coi việc tăng to lực lượng vũ trang của tỉnh mắt mưa tăng lại bướng. Lần thưởng du hội nghị, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bống
đào lần mưa lại việc hiện đại đào việc quốc phòng giữa tăng tỉnh mở tăng tốt để thể trận quốc phòng tăng dần gần đầy an ninh dần dần mắt lành việc tuyển quân tuyển sinh quân sự để chỉ tiêu mưa số lượng cùng mò chất lượng khai đầy mèo bay diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Pi Rong Xiên Linh Thiếp Thí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông chào lò lại việc đấy hiện đại này hảo hàn và đoàn kết ý thức cố gắng bay khẩn của đảng bộ chính quyền các vị nào cần dân đào thăng tình. Dù hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu Thống đã tăng bằng khen danh hiệu thi đua quyết thắng, hảo thi tập thể của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tăng bằng khen hảo sốc tập thể cấp sốc cần, mì lại viên hiện đầy miệng đầy nhiệm vụ quân sự quốc phòng Pi Rong Xiên Linh Thiếp Thí. Tô lắng về hết việc du huyện Hoàng Su Phi, văn sở sốc bởi nét giữa xã Liên Hiệp huyện Bắc Quảng. Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý đã mi nại hết việc để lãnh đạo huyện Bắc Quảng cấp xã Liên Hiệp. Tô con hết việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý cấp lại cần đào đoàn đã bày tạm hướng hỏi lại liệt sĩ đã lầm lồng dư nền độc lập tự do của nước lượn dù khu căn cứ cách mạng chẳng còn. Dù nói hết việc này, đoàn công tác đã đề nghị báo cáo huyện văn hóa xã hội Pi Rong Xiên Linh Thiếp Thí, thả đó viện hiện hào Pi Rong Xiên Linh Thiếp Hà của huyện Bắc Quảng cấp xã Liên Hiệp. Pi Rong Xiên Linh Thiếp Thí giúp huyện Bắc Quảng, mi cáo thiếp thòng trường học, đã hàn mi phép thiếp thám trường để huyện quản lý, để xiên nướng thòng bác thòng thiếp sóc nhòm lớp, nửa thòng thiếp thòng xiên hạ bác học sinh. Chất lượng dạy thứ các thòng thứ mi lại chuyên tối đầy miệng. Số học sinh học thường cấp thòng nửa cao thiết cao phân, học thường cấp thàm để cao thiết sắc phân, nửa diễn nương số bác lòng học sinh học thường cấp S. Đầu bí để hết sóng hồ sơ đề nghị công nhận thêm tham trường để chuẩn quốc giá, ở tăng lại trường để chuẩn khuẩn thiết bếp trường. Khẳng này huyện đang lên trao huyện đề án, thẳng thoát trường cấp thòng chất lượng thúng, vì học thòng xuyên linh thiếp hạ, thòng xuyên linh thiếp dốc. Mưa phòng trao tăng dấn bỏ căn kiến giúp còn văn hóa. Đào bì đà mì thòng bác, đào thòng bác thẳng thiết sốc thôn tổ dân phố. Bác nướng linh thòng, nửa bác nướng cao thiếp chết cơ quan đơn vị để danh hiệu văn hóa. Việc y tế để hết coi thằng đáy, chất lượng khám gia bệnh, các trạm coi hôm lệnh ở cân dân đầy thung khứng, giữ mắt lệ xả để chuẩn quốc giá mở y tế. Đào bì đã công nhận thêm hạ xả, ao tăng lái xả để chuẩn quốc giá mở y tế xuất tăng huyện khuẩn thiếp cao xả. Lần trao hết đề miệng đề án thiếp bé thiếp sốc của Bộ Y tế, mở chân bác sĩ lồng xài hết việc. Đối xã Liên Hiệp, việc giáo dục đào tạo đã hết đề miệng quy chế phối hợp của lần trường, bò mê học sinh cấp xã hội, ở chất lượng giáo dục về khuyến lông quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc khám gia bệnh hợp cân dân để đảm bảo, cấp xã đã đầy chuẩn quốc xã mở y tế. Dù nói hết việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý, ổn và cố gắng cốt đảng bộ chính quyền huyện các xã Liên Hiệp đã lúc hết việc tại đó mượn văn hóa xã hội đào bí qua mà. Nhất chỉ đời lại cách hết cô huyện đào bí Hoàng Xuyên Linh Thiếp Hà. Vậy lần trao huyện đề mẹ việc tận đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý trao. Huyện Bắc Quảng các xã Liên Hiệp phải coi thường ao thùng dân chỉ ở các dân, ao thùng lươn khá giàu, tả giác ta khỏi đầy mắn. Mưa chăm coi hôm lệnh, phải coi thằng đấy thu dùng cân bệnh, cố gắng để xa chuẩn bản lang mã ở chất lượng dạy thư thon thư bay khẩn nhân lệ để học sinh khắc thám. Đời lại đề nghị của huyện mở viện bệnh viện đa khoa huyện, viện hết mát là trường học giảm xa đà phai, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có xét thảo bữa hảo hạp. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý cùng cháu đợt Pi Rong Xiên Linh Thiếp Hà huyện Bắc Quảng mê lần đó lấy viện hiện. Vậy hết xong việc đại hội đảng bộ tỉnh Thiếp Hà đã tắt óc, tôi mới hành trình để đầy miệng hơn. Coi thờ ngựa lại luyện chính sách, cân khỏ, đảm bảo hợp cân dân toàn trình Pi Mắc đầy luồm là. Pi Nòng Thương Điếp, trẻ văn so sốc bởi nét, đoàn công tác văn phòng đại diện di cá Việt Nam, để kê mốt suy à Mori hết cốc đoán, đã mi nói hết việc rút tỉnh Hà Giang. Vậy coi mưa viên hiện dự án tăng thái điện phòng phòng chạy khai thử cần. Dù nợ hết việc mưa bướng tỉnh Hà Giang, mỹ tuyết ná lãnh đạo sở lao động thương binh cấp xã hội, hội phụ nữ tỉnh cấp lãnh ngành phan thần. Dự án tăng thái điện thoại phòng phòng chạy khai thử cần giữa tỉnh Hà Giang
đẩy ao khỏi dung từ bướn thiếp bị đòn xuyên linh thiếp thí. Tàng dế phòng đẩy lắp tạt số 1800-1282. Vài lần bày quán mưa dự án, nhóm công tác đã khai đầy hạ lớp tập huấn mưa cách lần trao, ấu thùng cách nghỉ hở cần dần mưa phòng chay khai thử cần. Khen hàn nhằm bảo đối lại cơ quan chức năng, vậy khai lóc lại viện hiệp lần trao ấu thùng cách nghỉ của cần dần. Các lần bày quán mưa sốt điện thoại tặng thầy phòng phòng chay khai thử cần. Mỗi lần trao rút lại nói chờ huyền, bảo đời báo Hà Giang, đài phát hành truyền hình tỉnh, đăng nửa thông thiếp tín bài, ảnh, phóng sự mưa phòng chay khai thử cần. Qua việc lần trao, Pì Nồng cần dần sẽ chắc thằng số điện thoại, các chế bếp thông tin. Qua thằng bữa nào khỏi dùng, thằng này Tổng đài Quốc tăng thầy phòng đã toàn nhân đầy phết thiếp bày lòng tư vấn, các tư vấn giúp tài tí hảo thiếp hạ cần. Bường ná dự án phần tàu huyệt lại việc đã tắt ớt. Đang hẳn coi thường chuyên nội dung lên trao ốc cam dân tộc, phát lại báo chí giúp bán lăng. Vẫn tàu khai ốc lại bay lên trao số thôn bán cấp số nửa báo đài TV. Dù nở hết việc, câu đại diện văn phòng Zika giúp Việt Nam lân lò. Bường ná Zika sẽ hứa mưa cần, về tổng đài để hết mày. Khiến hẳn trao tổng đài phòng chạy khai thử cần giúp Hà Nội cấp án giáng. Chia bên kinh nghiệm để tổng đài Hà Giang, vậy tổng đài ở khó dùng để đề miệng. Thiên lẻ nhóm công tác dự án tăng thải điện thoại bồng, phòng chạy khai thư cần rút tỉnh Hà Giang, sẽ vận tàu khai óc lại bài lần trao giúp cộng đồng, vài áo thùng cách nghỉ hở cần dân giúp tăng tỉnh, nhất lẻ cần dân giúp bô thùng tì quay tì cáp biến, vậy góp phần tắt đẩy lại về hiện khai thư cần. Qua mà tổ hà thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, đã khai lễ áo khảo dung cổng chào quốc tổ khu phố. Này lễ công trình tổ chức đại hội đảng lai cấp. Này lễ công trình tổ chức đại hội đảng lai cấp, để cán bộ, đảng viên, các bí nồng cơ dân tổ hà thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang góp ngân hệt. Mỗi lượt cán bộ, đảng viên cấp quan dân, góp từ bác nứng thường thống bác diễn, cấp lại cần lại lượn, góp đồ quốc từ hà bác thường tham triệu mướn. Ướm tăng lại đồ cua hệ cổng trào giúp tổ hà thường sốt hiếp triệu mướn. Đầy tiêu đen mỹ hình cờ đảng cờ tổ quốc lòng bộ quốc huyền. Mỹ nét văn hóa đầy mẹ quốc huyền Bắc Quang, vậy toàn trong đại hội đảng lại cấp. Công trình đầy hệ tờ ba lãnh đạo quốc đảng chính quyền, các loại tổ chức đoàn thể, ở lòng Pì Nồng cơ dân dung thuần những ăn lê mi thẳng, góp công lê ngân quốc vậy hệt. Cổng tổ hà hệ xong ở khỏi dung, mỹ ý nghĩa cải luống. Này lê bà thiên điếp của Pì Nồng cơn dân tổ hà đời đảng. Này cùng lê viên hiệt, mi điếu toàn trộm Pì Mắc, mà nhà ngựa hảo tổ hà thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang đầy miệng hớn, khảo vận hùa Pì thọ xuyên linh thiếp hà. Pì thọ xuyên linh thiếp thi, việc trao nghề cấp xã viên hiệt thở cơn dân giúp đỡ bán tỉnh Hà Giang, đã mi lại chuyên tối bền lân. Do cân hệt việc giúp đỡ bán đầy học nghề văn càng lái khứn, chất lượng trao nghề để áo thúng, cơn dân vì việc hệt văn căng lái, cơ cấu cân hệt việc để chuyên tối đầy miệng. Tàng tỉnh đã đa tạo đầy nứa thiếp xúc xiến chết phát cân hệt việc, áo thằng lái cân hệt việc để học nghề, đầy nứa tham thiếp hạ phân. Xa mà việc hệt hạ nứa thiếp hạ xiến phép phát cân, đã hẳn nứa thòng xiến chết phát cân về hệt việc nào tỉnh khắp nào nước. Tàng lái ngân quý quốc giá mưa việc hệt trước tỉnh, thuần Pì Nồng xuyên linh thiếp thí lên nửa phép thiếp thảm tỷ mướn. Việc dạy nghề mi lái tôi mơ, lại ngày nghề đào tạo hợp để bà chuyên tôi cớ cấu quan hệ việc cố tình, góp phần đầy miệng khảo tả giác ta khỏ, ấu kinh tế xã hội bay khẩn. Vẫn tạo hệ đầy miệng chương trình mục tiêu quốc gia mua viên hệt, gắn để đề án tôi mơ các trao nghề thường Pì Nồng xuyên linh thống thiếp. Tỉnh Hà Giang vẫn tạo áo thùng chất lượng việc trao nghề gắn đời xa viên hệt. Trao nghề hạp để chờ ách tuyển cần hệ việc của lại ti đáy các nòng nước. Khai quán việc tư vấn lân trác viên hệt, trao nghề hợp cần dân, phải cần hệ việc tròn nghề nướng hợp hạp để là. Ghép lại ngân bốn hợp linh cố tình, góp phần nào mà lại ăn đầy mẹ khởi cần dân hệ kín buôn bán, gần đầy áo mà viên hệt, áo thu ngân thú hợp cần hệ việc. Qua mà kho bạc nhà nước huyện Quảng Bình, đã thân thăm thám tặng quà hảo lai lan học sinh khó học giỏi của thám trường mầm non tiểu học trung học cơ sở xã Tân Bắc. Vay vào mỹ hội chư thập đỏ huyện, lãnh đạo xã Tân Bắc, huyện Quảng Bình.
Dù này lãnh đạo kho bạc nhà nước huyện Quảng Bình đã học ba nướng chiếc tiếp thòng bảo thừa ún, học ba nướng chiếc tiếp thòng nào học sinh khó cốt hàm trường, mầm non, tiểu học, các trường học cơ sở xã Tân Bắc. Tảng lái số qua bài này nửa tháng tiếp hạ chiều mướn. Lại phần quà này sẽ hứa hảo lại nòng hẳn ún hơn đào lúc về thòn thứ, đảm bảo hôm lên cốt lại nòng đào mua dến. Khen hẳn đồng viên lại nòng cố gắng bày quá khó khăn để kiên giúp còng vạn, vậy thòn thứ để đề miạc. Tòn nhận lại phần quà nữa, lại thuê cô giáo cấp học sinh cốt hàm trường, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Tân Bắc, đảo biểu bách cán bộ, công chức viên chức của kho bạc nhà nước huyện, của một loại tổ chức lại cần. Vì xã Tân Bắc lên nướng đã lại xả khỏ, vì nồng cân dân đã xa hết kín nhanh chập lại ăn khẳng. Điều số tiếp cáu. Quốc hội là cơ quan đại biểu thống nhất của cân dân, cơ quan quyền lực nhà nước thống nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội hệ quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định lấy việc cải luồng của nước luận, các giám sát tối cao để viện hiệt của nhà nước. Điều chết thiếp, quốc hội mì lấy viện hiệt các quyền hàn lặng này. Tài ết, hệ hiến pháp các biên hiến pháp, hệ luật các biên luật, tài thống, hệ quyền giám sát viện hiệt làm hiến pháp, luật, các nghị quyết của quốc hội, coi xét báo cáo hệ việc của chủ tịch nước, ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước, các loại cơ quan tang đẩy quốc hội khai óc, tài thám, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, viên hệt, mở kinh tế xã hội của nước lươn, tài thi, quyết định chính sách mở tài chính ngân quốc gia, quy định biên phủ hay tà bay lại long thuế, quyết định bên lấy khoản thu các phía du ngân sách trung ương, các ngân sách địa phương, quyết định mức giới hạn an toàn ní quốc gia, ní công, ní chính phủ, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, các phần ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Tài hạ, quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước. Tài sốc, quy định tổ chức các viện hệ của quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, các loại cơ quan tang đẩy quốc hội khai óc. Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch quốc hội, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, chủ tịch hội đồng dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của quốc hội, thủ tướng chính phủ, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia, tổng kiểm toán nhà nước. Cần hệ cấp cơ quan tang đẩy quốc hội khai óc. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm miễn nhiệm các chức phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, các loại thành viên tang của chính phủ, thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Phê chuẩn danh sách thành viên hội đồng quốc phòng các bản lĩnh, hội đồng bầu cử quốc gia. Tô lang đại bầu, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, chánh án tòa án nhân dân tối cao. Phải tuyên thệ lê trung thành đời tổ quốc, đời cân dân, cấp hiến pháp. Tài pét, ta phiếu tín nhiệm đời căn giữ chức vụ, đời quốc hội bầu hay phê chuẩn. Tài cáu, quyết định khai óc ta bay bộ, cơ quan ngang bộ của chính phủ, khai óc ta bay, nhập bên biên địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Khai óc ta bay cơ quan tăng theo quy định của hiến pháp cấp luật. Tài thiếp, ta bay chế nhắc của chủ tịch nước, ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa đầy hiến pháp, luật, nghị quyết của quốc hội. Thiếp ết, quyết định đại xá. Thiếp thống, quy định hàm cấp đạo lực lượng vũ trang nhân dân, hàm cấp ngoại giáo, các loại hàm cấp nhà nước thăng, quy định huân chương, huy chương, các loại danh hiệu vinh dự nhà nước. Thiếp thám, quy định lại việc mở tức khắc hòa bình, quy định mở việc khẩn cấp, lại cách phải đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia. Thiếp thí, quy định chính sách mở đối ngoại, phê chuẩn quyết định ốc nhập, hay rằng hiệu lực của điều ước quốc tế bằng thông thức cắn hòa bình, chủ quyền quốc gia, từ các thành viên quốc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rút lại tổ chức quốc tế các khu vực,
Điều ước quốc tế mưa quyền tùa cần, quyền các nghĩa vụ cơ bản quốc can dẫn, các điều ước quốc tế tăng của đề luật nghị quyết quốc khô hội. Thiếp hạ quyết định trưng cầu ý dân. Pin hồng thương điếp, đào lại phí qua mà, vậy hứa pin hồng cần dân số tí mới ổn định kín số còn vạn hệ kín phê khứng. Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đã mì là chương trình hứa pin hồng cần dân, mở chương trình tả lượn khát lúa, hứa linh ngân về hệ kín. Chương trình ngân hàng mỏ, các hứa khảo than đã bày chiếng. Lườn cát đảng văn giàu chuyên từ huyện Quản Bạ lần giúp bô mỏ nèo phường Minh Khải thành phố Hà Giang. Do giúp bô thúng thiểu điền thiểu nằm hệ kiên giác lực lán mi đẩy bê thòn thứ vì thòng xuyến thị xã Hà Giang con này đã ơi lào lườn cát chuyên lồng tí giúp mỡ giúp tổ ết phường Minh Khải đẩy hứa hệt lườn rút đẩy linh ngân từ ngân hàng chính sách bét triệu mướn vậy thử tùa mò nướng ma liền. Thường này đoàn mò cốt lân cát đẹp bé óc tham tùa. Tùa nừng đáng man mò óc thêm tùa mò y nừng. Nọc hẳn các nhân để sao sở thi hát nà điên đống. Lươn cát đã biết để hát nà đồng mày làm thiền nừng. Hát nà mày kín mác nừng. Mò mác nhàn mác cải cắp cuối. Mì đín cát liền thêm mù cắp cây. Mỗi bí hở ngân thù từ tham thiếp thằng tham thiếp hạ chiều mướn. Nhờ hàn kín giúp khoảng vằn cốt lân cá đã phải khuẩn hơn con, lược làn để thường trường thòn thư đầy đưa. Trước thì nghèo hơn, giờ thì... Con này lươn khỏi khó lắm, khăn này đã đỡ ra, khỏi lính ngân mà liền mò, khăn này đã hết đáy lươn. Cùng mò lươn cá rau, lươn kế lục dịn quáng, cùng đầy ơi lòng lông rút tí mắc từ bì thò xuyến. Đầy ẩn hứa cô nhà nước về hệt lườn, đầy linh ngân về hệt kín, nhân lệ bảo coi thằng đáy cô lại cấp chính quyền. Lườn kết quang đã cố gắng hệt kín, từng pa ta đầy khỏ giác. Đầy hứa tụ mò nướng từ chương trình ngân hàng mò. Ai trên tối bày hệt kín, hạp đầy những ăn lệ mị thần quốc bộ bài linh. Kết quang đã so khai mò bày thử bế ma liền. Thường này làng bé cô lươn kế đã mì chết túa, đỡ hẳn thi tùa bé mê đang hoàn lục. Bể kín đầy lại lòng báo mày tang cắn, đòi công chăm coi ta bia men. Ổ đào nương thêm, lệ lượng kết quáng sẽ minh ngân thu lại cấp giữ đầy măn. Khải này chuyên lương số tí tăm, kín số còng vàn đạt đầy miệng ra. Nhà nước hứa hệt lượn, hứa liền mò liền bé. Mò các bé đã liền đầy đưa ra, khỏi phiền bãi nhà nước lắm. Lúc chuyên lồng tí tăm du lại lượn mi điều đấy hứa hệt kín mò liền tay tùa biết mảy mát mà nhàng đấy học thảm hệt lòng hở suốt tí mơ đẩy đầy đứa học thảm lại nghề mơ hảo hạp về hệt kín ca lục dì hùng lên nướng đã lại cần lòng này từ bấy hệt thuế ca đã học nghề biển cơ khí mì nghề đã mừng ca nhận lại lòng máy mỏ máy khoán máy điền máy xe mày mà biển thường này ca mi ngần thủ tử thi thường hà chiều mướn mồi bướn. Các mẫu mà viện hiệt hợp vì nông cần dân đào xóm. Lưu chuyên mà tí mắc, lại lượn dân để cấp đến rút, đến hết lại nà, đẩy hứa từ lại chương trình chính sách của nhà nước. Nào hẳn lại cấp chính quyền nhận ới lòng lại cần, lại đoàn thể, chứng lệnh hứa lại lượn mệnh đồn đình kiến giúp còn vằn. Thường này tăng lại lượn tại định cư của thành phố Hà Giang, đã ta đẩy lượn khát lúa, các đẩy hứa hệ kín về vì nông cần dân yên tâm, cố gắng hết kín về khấn. Trước kia ở trên núi kia thì là rất vất vả, hai vợ chồng con này rút nửa pù lại vất vả lắm, để nhà nước coi thường hứa chuyên luôn lồng rút tí tăm. Nhà nước hứa hết lươn, áo khó than ở phố mìa khói, các bảo màu ở bé hào bòn khói liền, bòn khói sẽ cố gắng hết kín bê khứng. Khu tái định cứ rút tổ hết phòng mình khai thành phố Hà Giang, đấy hết từ Pì Thòng Xuyến. Tô con nga mì chết lươn chuyên từ lại huyền. Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn Lương giúp đã bày tước thác giúp biên giới. Phần lại lệ cần mống, cần giáo, cần nồng.
lòng tập quán khúc bí nồng, rút nửa bộ thùng khen thành phố, kín rút còn vằn nhưng lại khó khát. Theo chủ trương của đảng, lại lươn này đã đầy ơi lòng trước lòng tí tam du. Kín rút còn vằn khắp hệ kín đầy ngay hớn. Từ chết lươn tô con, tháng này khu tài đình cứ rút tổ ếch phương minh khái, đã mi thiếp bét lươn, đời chết thiếp bét cần. Vậy, bí nồng cơ dân men bày khẩu kín rút còn vằn, lại cấp chính quyền từ tổ, phường, thành phố đều coi thường đáy. Là tổ chức chính quyền đoàn thể, lồng thầm tham lại lươn mày. Trong coi thường kín rút còn vằn của từng lươn, lần chắc bí nồng cố gắng nghệt kín. Khen hàn xa lại nguồn bổ hư học bí nồng cơ dân hệt kín, học nghề cấp xã viên hệt. Thường này ngấp nhanh thóng lươn khò, thóng lươn mò khò. Qua thi phá bí trên lồng tí du mơ, kín rút còn vằn của bí nồng cơ dân đã mì lại trên tối. Lươn rút đầy đưa thả dở, thôn xóm mòn nụng hỏa là bao thừa mơ. Chuyên thường tí du mơ, lại lươn đầy hưởng từ nguồn hứa của nhà nước cấp quốc tỉnh. Cần hờ tô mì đến rút, đến hệt kín, để dùng điện tạm lung, nằm thở, tăng bê tông thông từng lươn. Cơn dân cũng đại linh ngân về hệt kín, mọi linh ngân lại linh tâm của ngân hàng chính sách. Ngân vốn bác nướng tham thiếp thi, bác nướng tham thiếp hả, chương trình ngân hàng mò. Thường này phần lại lươn để ổn định kín rút cao vạn hệt kín vây khẩn. Cách nghỉ của bí nồng cũng đã mì lại chân tối đầy miệng. Tăng lại cần đã coi thường việc họ lục làn về thòn thứ, mì viên hệt cấp cố gắng tà giác tà khổ vây khẩn hệ sau. Ngay từ khi các hộ xuống Hạ Sơn hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc phường Minh Khai thì chúng tôi cũng đã đặc biệt quan tâm đến khu vực các hộ Hạ Sơn. Từ lúc lễ lượn chuyên mà tí du mơ nhập khẩu phường Minh Khai, lễ bọn khỏi đã coi đầy thường giúp khu mơ này. Du này mì thiếp hết lượn, cấp ủy chính quyền phường, coi đầy hệ thống việc. Việc tay hết lễ đồng viên bị nồng cơ dấn, hảo lục lán bê thần thứ. Mưa hệ kín lễ hư hảo bị nồng cơ dấn. Linh ngân có ngân hàng chính sách về hệ kín bê khẩn tả giáp tả khỏ. Thường này bọn khỏi đã ơi lòng lại tổ chức lại cần, hừa tả lươn khát lúa họ thiết bếp lươn này. Con này ngâm lòng rút tỉ máu lại tàng thiết bếp lươn lại lươn khỏ. Thường này ngâm nhang thòng lươn, lại lươn đã chắc cách hệ kín bê khẩn. Tôi đánh giá xác minh lại các đối tượng nghèo trên địa bàn phường, trong đó khu Hòa Sơn thì hiện tại trong khu Hòa Sơn chỉ còn 2 hộ nghèo. Các cơ bản các hộ gia đình đã biết cách làm ăn phát triển kinh tế gia đình dần đi vào ổn định. Vậy cần dần rút tí mơ men hệt kín về khẩn tả giác to khỏ, lại cấp chính quyền phần to coi thường ngựa họ lại lượn, xả ngân vốn nhất lên ngân vốn từ ngân hàng chính sách. Vần ta ảo lại chương trình ngựa họ pin ở dân tộc nổi cần khảo tí rút mơ, ở lòng lại cần lại đoàn thể hở các dân rút này. Đối với thành phố và những cái phường nội thành thì cũng có, đó đây thì vẫn có một số dân tộc thiểu số rất là khó khăn, đặc biệt là tổ 1. Là xã phường nào thành phố vừa nhận lại pi non dân tộc nơi cần, giúp khu Hà Sơn khu tổ ếch phường Minh Khái đã đầy lại cấp chính quyền cởi thơ ngư hệ kín, thu mà đầy lại án biên lân. Mưa con rốt này tăng lại lê lươn khát lúa, khẳng này lê lươn đáy hệt đáy lươn giúp mơ. Hứa cần dân linh ngân may hệ kín, ngân hàng mò cốt thành phố đã hứa cần dân liền mò về tà giác tà khò. Đã lại bị bường ná, kín rút còn văn cốt bí nồng dân tộc nội cần rút thành phố phải khẩn hơn, các tà đầy thường khò giác. Thành phố coi thường hứa mò, ốc quyết định họ linh ngân về hệ kín, hứa mua bảo hiểm y tế. Dù trường học, lệ bò mê học sinh lại trường, hứa ngân kín ngày hợp lương đồng dân tộc nội gần lê cân khò. Hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ các trường trên địa bàn phường thì phụ huynh hỗ trợ bữa ăn trưa cho các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo. Từ ba cố gắng của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, của một ba toàn hệ đầy đưa của chính quyền phường Minh Khái, các lại đoàn thể áo mà đầy lại ăn đầy miệng. Kiến giúp còn vàn cốt con dân giúp tí mơ, đã mì lại chuyên tối. Yên tâm hệt kín nâng lì, cấp từng ba hệt kín bay khẩn, tả giác tả khỏ các bay khẩn hệt giàu đầy mắn. Pin hỏng thương điếp, chương trình thời sự cầm tay của đài phát thanh truyền hình Hà Giang thường này lệ thướng. Pion bái Pin hỏng đã tón trong chương trình. Thương điếp chào Pin hỏng.